Xin chào, xin chào mọi người. Đang xem kênh Diệu Anh TV của Tiên Ngang. Thì hôm nay cả nhà của Tiên với là Trang và đứa em họ Bảo Trăng sẽ đi bắt đuông dừa. Rồi đi thôi. Mời mọi người cùng đi bắt đuông dừa với gia đình mình nha. Rồi. Trời. Hôm nay hồi đó chị hái vô luộc. Đây đây đây, quá trời. Hướng lộn. Ở đâu cái dừa ở đâu? Mày hỏi tiền không? Cái dừa ở đâu bác sĩ? Cái gì hỏi nó á? Nó biết cái gì, nó là bộ á. Người ta đi kiếm cây dừa à? Ừ, hỏi nó. Bắt đầu lao nó. Không có nhu cầu con mất ba cái cơm dừa chưa à? Không ra hỏi nữa. Ta còn bộ mày hơi. Ừ. Bởi vậy, ai hỏi nào mà kiếm chuyện một cái mới vô trong lòng. Rồi đó, còn luôn trời. Sang con đời nào mất tiên luôn rồi. Nó ra rồi đi rồi, nó em ra đi. Khi đấy ra chưa gọi sang. Nãy bượng không nghe gì nghe. Bước. Không có bằng bước. Chặt chặt này giùm con có gì không? Chống chảy thằng con chết luôn, chặt mấy tờ lá về nghe. Khi mùa đông quốc gia. Rồi. Ngủ. Trời ơi, uống hai ba con được trời. Béo rồi, anh Trang bữa nay béo rồi. Trang bữa nay béo rồi. Cầm lại đâu sao đó. Nhị Trang giảm không đó cưng. Rồi. Đó để vừa dữ lắm à nghe. Cái này là nó luôn rồi. Im nha. Hai ông Dượng làm trong vòng 1 phút 30 giây là thấy sắp xong cây dừa đó mọi người. Chẳng biết lâu nó chạy chút xíu thôi. Chàng ơi, nó ăn hả? Guồn guồn hư cây dừa hết trơn luôn rồi. Ông Tho chứ. Ông Tho chứ. Cái này mà chặt ra xong trồng cây ớt vô đây là trời tới đây ăn hả? Trồng vô cây ớt vô đây thì cây ớt nó trồng vô cây dừa ăn giống cây ớt vậy đó. À, đúng rồi đó, à, đúng dưỡng sao đó, đúng rồi đó. Ăn kha giống cái Trang ớt. Ăn mà thôi. Ăn y chang cây ớt luôn đó. Nhưng mà trồng vô nó tốt lắm á. Omega. Rồi. Ủa, này chừng ăn được không? Okay. Ăn được đó. Chút xíu nữa là. Rồi ăn. Rồi. Ủa dừa nè mọi người. Được không dừa sao? Còn ăn được. Còn được kìa. Còn được chứ, lấy khúc trên. Lấy chằm chằm. Ăn cũng có dừa Trang. Chưa lấy được nè. Wow, củ hú dừa nè mọi người. Trời, tới nay tao mới được bộ combo mà vừa ăn đuông dừa mà vừa ăn củ hú dừa luôn. Con đuông này nó ăn mấy khúc trên mà. Mấy con đuông này nó biết điều nè, mấy đuông có dạy nè. Nè. Rồi, có được. Nửa cam kìa. Dùng nửa cam thế là tiền. Nửa cam nha. Chưa kìa, đại chính xác kìa, chỉ có một lần thôi nha, không có lần thứ hai nha. Không ghép lại được đâu. Mày kìa vô. Tiên chỉ là một cái cảnh này một lần duy nhất nha mọi người. Giận khí đang điền. Nhìn ốc né ra vậy Úc ơi. Để nó bay cái hơi nó bay ra nó trúng gì không? Sắc thương. 1, 2, 3. Chưa ăn đọt. Chưa. Mạnh mẽ lên hai ơi. Chưa mí nó đi tượng ơi, làm gì cơ. Nhả ai. Dạ, con thấy làm không nổi, bây giờ giữ sáu tiếp sức rồi. Rồi, 1, 2, 3 nè. Rồi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ô. 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 Đỉnh rồi. Ừ. Cái này trẻ coi còn có hũ không? Nó coi chừng cái búa nó vừa có đi vừa có. Rồi đem vô cô bảy một cái đi. Cái này ăn được nè. Đem cô bảy em có không? Đem cho cô bảy nữa, nhựa cũ đi. Cái cũ bự ra rồi. Nữa nè. Cái gì? Mấy bị cái đục con đuông nó ăn khiến nó hôi. Cái này có gì đâu ăn cơ. Nãy giờ là được mớ rồi nè. Trúng bài luôn á. Thế nào về cũng thành đồ. Hả? Quá wow, wow, như nãy rồi. Nãy có gì nhà ta? Lao đạp cái chết. Cái chết giờ. Trong này còn có. À giờ tôi có biết. Hai. Nhân Vĩnh Long xuống thiệt mà. Nhân Vĩnh Long đâu có trồng dừa đâu. Bến Tre mới trồng dừa. Đây là bữa lần rồi. Bữa dậy lên là lật bề kia bữa cái này nó ra rồi. Wow, bây giờ mình khúc mất nè mọi người. Đây là con này vô quá trời con này. Lấy thao lại chân ơi. Chắc cái đầu nó rồi cơ. Lấy thao lại chân ơi. Ở đây ơi. Ở chỗ tay. Gì Trang? Ghê quá. Ghê mà nó khóa bóc. Sao thấy kia không ghê? Cảm báo con đấy vậy nè. Hả? Ôi. Đâu đi hút thì này ăn coi không?
Ghê nhưng mà cầm con hay nha. Con nào con nấy con nấy. Trời. Nè chát, nè chát. Quá trời luôn. Hai con. Ồ. Thật thật như con heo nải luôn ấy. Trời mệt. Đưa đi. Mập hơn những 6 xiền. Con này mập hơn con những 6 xiền. Mập hơn xiền. Hơn xiền. Rồi, bỏ vô cũng đổ giùm con. Hết thang. Béo rồi đó Trang ơi, đạm không đó Trang. Ồ. Nhìn là thấy núc na núc nít kìa. Con mẹ kìa. Quá trời nó bự mà nó ú nó mập nè mọi người nhìn. Ôi sịt sữa luôn rồi, con Trang sịt sữa luôn rồi. À không, con Trang. Con Trang. Này. Con mã già nó dưới vậy đó. Này tiên. Quá trời luôn. Dính vô giữa ta lại. Nó bắt con bắt kìa. Sao vậy đó? Ồ, con này nó ú nu luôn. Mấy dưỡng mới đi chặt thêm một cây nữa nè mọi người. Cây này nhiều hơn cây này nhiều hơn cây này gấp 3 luôn. Quá trời bên đây một gấp 3 lần cây nãy. Sao nó chặt thì nó không biết lấy mà nó bỏ vậy? Không biết. Ờ bên đây nó giữ rồi. Quá. Nó đang bơi đua hay làm gì lưng tưng dữ rồi. Mấy con nhộng á. Đi xuống chợ ngồi bán. Đặt lắm à. Mấy con này con mười mấy ngàn á. Mấy chục một mấy con mà nó 70 ngàn. Hay là con 70. Dạ biết nó bán ký nhiêu không? 350 ngàn một ký luôn cái ổ á, dưới chợ ngõ bệnh nó mua. Thôi vậy. Ê bây giờ tao đăng lên tao bán nè. Đăng lên bán đi. Ừ. Nè. Đăng lên cho tao chứ. Đăng lên bà ai mua luôn luôn không lên lên đây gặp tôi. Đấy. Hai mày sao biết đường mót lại hay gì? Trời ơi, tay tôi với thằng Cường khổ địa mà. Hai mày ăn mót luôn hết á. Ăn mót thì nó bắt không biết được mấy con, nó bỏ rồi. Còn bánh nước đây, bánh nước đây. Rồi, nước muối cho tan ra nha. Rồi, mình rửa nước muối lại cho sạch. Rồi, bỏ vô. Đó. Không phải nó bể. Cho nó uống nước muối nào xài đi. Trời ơi, mình thấy cưng hết sức kìa. Na ở nằng trắng pha út nút vậy ha, mập lù trắng tư luôn á. Giờ mình sắc ớt ngâm đun dừa nè. Đó mình cho đến nha. Thả đun dừa cho nó lội ha. Lội cho nó cho tắm nước mắm. Tắm nước mắm cho thơm với lên cơ bụng 6 muối rồi hỏi mệt cái mình dứt nó. Quá trời cuộc đua ai sẽ về đích trước đi, phải mình kiếm cái đồ hồ bơi mình làm cái bơi đua được rồi, thử con nào về đích tắm nó mắm vậy à. Nè con này là mưa ớt, mỗi em có một cách dưỡng da riêng nha. Này là mưa ớt nướng nha mọi người ơi, nướng mưa ớt ăn chín nha, còn vừa lên cái thấm cho vị nè. À, cái này bỏ vô miệng nước luôn còn được, cái này là nướng mà nó ngon á. Ai ăn cũng được. Còn cái kia cái món kia thì người ăn được người ăn không được. Nó nha. Giờ mình xả xiên nha mọi người. Xả xiên. Xả giờ. Ủi nó đi. Bữa nay lên nướng than. Mồi mình nó rất là phong phú nha. Đây than mình nhúm nãy giờ đượm dữ lắm rồi nè. Giờ bỏ con đun dừa lên là chả qua trở lại là quất liền. Quất liền đó. Quất liền luôn đó. Đó, đun dừa xả xong xuôi, xả xiên cũng có mà loại nước mắm cũng có. Giờ mình bỏ lên mình nướng nha. Rồi, bỏ lên nướng giùm con đi Dượng ơi. Đây, lên. Lên. Nào, đóng nha. Em ta xong pha lên được. Có tí chuyện sao đi. Nhiều lắm. Có chuyện văn cái điện thoại xuống mương nha bà. Xuống sông nha. Xuống con kênh xanh xanh này là coi như đi luôn đó. Thơm nướng rồi, nó thơm bắt ngát rồi. Ôi, nó chứ hả? Nhảy xuống mò được mọi người ơi. Ví dụ như mình có đứa điện thoại hay gì đó, nhảy xuống mò được. Được. iPhone trong nước thì con không thể nổi. Hư thôi. Nó bự, gì? Tại vì nó bự dễ mò chứ. Nếu mà rớt nhẵn hay dây chuyền thì coi như xác định thôi, là... Chịu lên. Nếu mà rớt nhẵn dây chuyền á thì đừng để cho nó trao. Sau đó mình lấy cái... 500. 500 vàng đâu hết. Ừ. Gì nhỉ? Lấy cái lưới á. Lấy cái xúc á. Xúc vớt. Trao lại. Trao lại. Thôi mà đừng mê cái vụ đó. Mưa sang cuốc lại múc lên rồi. Mà mưa từng cục. Mưa từ từ ha. Ngon quá. Ngon quá em. Mà mọi người ăn đun dừa, nướng và lội nước mắm cùng với cả nhà của Tiên nghe. Rồi, gót rượu đi em, bữa nay tại vì có món này hơi nhợn, Trang cho nó trong tủ để cho nó đỡ ấy. Kinh nó khét là vẫn không biết, khét quá trời luôn. Kéo ra, bây giờ để ra ngoài hết đi, nó cũng chín hết rồi. Cho có miếng rượu vô cho đỡ nó đỡ rung. Bé nó không, đó giờ nó chưa ăn cái gót đâu, con hay gì đó. Con mời... Dưỡng Úc, lớn tuổi kích lão rất thọ nha.
vô cái đi rồi mình nè. Vô. Ôi trời. Hấp dẫn quá. Làm miếng trước. Cái này là đã. Cái này là rượu soju trái cây nè mọi người, nhẹ nhàng uống cũng phải không phải ăn. Uống miếng thôi. Rồi, vô. Vô. Này cho Trang nguyên xong rồi. Nóng nè, có chừng không? Rồi, ăn nha Trang. Ăn đi Ngúc. Trời ơi, rượu thơm cái mùi blueberry cháy. Nó thơm cháy được blueberry ngon. Quá đặc ra. Chín chưa, chín chưa? Đúng rồi. Trời ơi, tới luôn á. Em ăn đi, nó béo thơm lắm mọi người. Nó béo lắm. Cắn và bể cái bụp. Béo cực kì. Cũng ớt luôn ngon ha. Ngồi nóng hổi nha. Hấp dẫn luôn xong. Ngon lắm, Trang thử đi. Em yên tâm, bây giờ nó không chín, em uống rượu vô nó cũng chín nè. Trang nó ăn nó phải cần cái chai ly số chu lên nó cầm sẵn. Không đâu, ngon cực kì luôn. Tự nhiên như thanh niên Hà Nội luôn. Ngon. Ngon. Không ăn. Giống con gì bia. À, mọi người ơi, dưỡng sáu bữa nay bị dị ứng á, cho nên là dưỡng sáu không có ăn, không ngồi nướng. Ngồi nướng cho mấy người nè. Ngồi nướng cho. Cho nướng cho chảy miếng. Cho đại gia đình. Cho đại gia đình ăn không được. Ăn không được. Không dám ăn. Ăn nó sợ nó bị dị ứng. Không ngon nha. Ngon. Béo. Con mười ngắn á em. Cái này là đặc sản miền Tây nha. Chân hút đi chặt xong bị ong chích. Ông nó thương cái tội nghiệp nó. Béo gậy luôn mọi người. Cái đó mới ngon ra, mấy con đó đó. Con đó mới ngon á. Để mấy con đó nó mới ngon ngon á. Đây Trang lần đầu tiên ăn đuông dừa nên chưa dám trải nghiệm ăn đuông sống. Ăn đi. Cảm ơn đường sáu. Mấy con này là mấy con hay tòi sữa ra nhỉ? Đúng rồi. Rồi. Nó sữa sản thành mà nó ngon hơn, béo hơn mấy con kia. Ngon thật. Ngon hơn mấy cái con ong hôm nọ em ăn. Hôm về quê cũng ăn con nhộng ong. Ong vào vẽ. Ong gì vậy? Đâu lại con này? Có đang đâu lại con này. Cảm giác sao? Làm tí nữa. Làm tí. Cái này phải có rượu đúng không? Ăn này mà thiếu rượu thì không. Mắt ngon. Tuyệt vời. Con này nó béo hơn mấy con Una, Unan này nha. Béo hơn, ngon hơn. Nhưng mà tôi thích ăn mấy con Una, Unan này hơn nha. Vì sao? Đừng cho thằng một con béo béo này với. Nướng như con này nữa. Nướng còn béo béo. Còn béo béo. Nó cũng muốn ăn con mấy béo đi tiền. 2, 3, vô. Hết sảy 3, 7 luôn. Một trăng thanh gió mát phía ra rồi đồng lúa chuẩn bị cắt. Mà con ăn cũng nhìn hơi sợ sợ nhỉ. Con Trang thực sự đang rất sợ. Tại vì nó muốn ăn mà. Trải nghiệm cho Trang. Trang nó muốn trải nghiệm nó, nó muốn trải nghiệm nó cho nó ăn thôi. Vậy là con mấy rượu chưa trước. Chàng đét ơi, nói nào ngay vậy. Nóng ăn nóng à. Nó phọt này, nó phọt này. Nó phọt này, nó phọt này. Về miền Tây mới ăn cái món này chứ em không có gì miền Tây không có ăn đâu. Ráng tận hưởng đi em. Ăn mốc liền rồi không có ăn. Về ngoài mà. Không phải mà cây nào cũng có đuông dừa đâu, cây có cây không nha mọi người. Mà cây mà bị đuông dừa ăn là người ta cũng đau lòng không dừa đó. Ngon. Béo ngậy luôn. Vô. Này vô, này vừa nè. Vô. Vô. Quá trời giận nè. Cốc nãy giờ còn nguyên. Sao vậy? Cầm vô cho có tụ rồi chứ quá trời giận nè. Có ai gót nữa không vậy? Có ai không? Còn nhớ. Vô. Ủa, à dạ. Nãy giờ luôn hả? Vô. Vô. Ai à? Không biết ai chân củ mẹ. Vô con Nam Sơn. Cái này không? Thử coi. Thử con không? Dạ quá không? Ôi chà, con này mới trụng qua nước mắm mặn cái gì đó. Lại mặn quá à? Mặn quá. Mới đã lạc quá trời. Bố nước mắm rút ra, gỡ mặn quá. Con này thì nó hơi cứng. Con này đáng lẽ là phải khô khô mới ngon nha mọi người. Nếu mà có cái con già. Ăn thấy không? Mặn như khô khô luôn á. Khô khô mới ngon. Nó mặn đậm đà luôn. Ừ.
sao ăn bỏ lộ cho ăn. Ăn cái lộn rất là béo luôn á. Không dám nhai. Nhai thử con thử rồi. Thật sự luôn. Thì nhai con này. Ừ, nhai thử cái đầu chứ, tí thôi. Tại nhìn thấy nó cứng 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 cứng. Không, nó rất là béo. Nó béo hơn những cái trong luôn. Thôi bỏ đầu cũng được. Không phải, nhưng mà ăn thử cho biết. Nó hơi sợ. Nhưng mà nó béo, ngon. Trời ơi, ổn thật đi. Béo không? Ăn đầu hơi giống ăn dế nha. Ừ, nó béo, nó giòn. Nói chung là con này mình tại mình lấy thôi chứ mình không bỏ gì hết của nó. Xô luôn á. Con này nó chuẩn bị rồi. Mình thấy không? Wow. Wow. Ôi. Được răm. tiếp đãi một dế đó răm. Dế răm rồi đúng bài luôn. Cái này răm liền luôn. Ấm tình đồng quê. Rau găm nhớ tới mùa chuột khìa nữa. Ăn rau găm này nhớ tới mùa chuột khìa. Trang chưa ăn chuột bao giờ? Chưa luôn à? Chưa. Nghệ An có huyện Yên Thành thôi. Ngõ hết, chỗ ngoài đó quá trời chuột hết. Yên Thành mới ăn nhiều, tức là chỗ nhánh Hán ấy. Còn trên nhà Trang không có, không ăn. Mai Trang nó về, phải nó ở lại nữa rồi tiên cho nó ăn thêm món chuột nữa. Cho nó ăn chuột mà nướng chao còn cái nữa. Thôi để dành lần sau. À, đúng rồi. Để còn có cớ mà về. Ừ. Ăn hết rồi hôm sau không thèm về nữa. Ừ. Bảo có gì đãi nữa đâu. Miền Tây đặc sản vô biên. Cứ về lần nào cũng có món đặc sản hết. Ăn lâu lâu là mình lại nhớ món đó lại. Làm gì? Cái này là mình lại gì nữa nè. Vào thôi. Yo. 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 Mình chị giỏi quá Trang cái gì á. Vậy là lần đầu tiên Trang trải nghiệm món này luôn. Nhưng lần mà... đầu tiên thấy con đun dừa ngoài đời. Nhưng mà thấy nó sạch, khẩu vị nó sạch. Nhìn nó hơi ghê ghê nhưng mà ăn thì ngon. Rất là ngon. Sờ cũng, cầm cũng không dám cầm mà sờ sờ thì được, cái cầm trên tay không dám. Cầm cứng như nào nó nông dễ tột hơn đó. Ừ. Nó cứ quậy quậy ấy. Bỏ tay cầm mà cứng ngắt hiểu không? Hồi nó cũng tròi ra được tới mà này. Ăn con này không biết bao nhiêu calo. Đậm lắm á. Con này đi về làm là chiến sao vô là có em bé nữa đó. Măng là thế. Bữa nay ăn con này rồi đi về đi gặp cặp gặp chồng em đi. Ừ. Rồi gặp sao là nghe tin hỷ liền. Báo hỷ liền. Có em báo liền, em cảm ơn. Cảm ơn gia đình. Thật sự luôn chứ bộ. Thấy không? Quá trời. 1, 2, 3. Vô. Mời ngon mà rượu bạn hiền mà rượu ngon mà gió heo heo nữa, con mắt không lên, con mắt nó mở không lên nữa mọi người. Vô. Béo á. Wow, mình ăn hết trơn, hồi nãy không ít cả. Nãy là hai lần. Nãy nguyên mâm của mình là bật khoảng bao nhiêu con vậy đó? Đếm con đếm được không? Cỡ
70-80 à, nhiều lắm mà. Mọi người lâu quá. Hôm nay cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Đừng nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh nhiều quá anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người.